Bạn có thấy quả trứng nào không? Chị Vani xin chào tất cả các em. Các em ơi, nhìn bộ đồ chơi này cực kỳ đã đúng không? Ngày hôm nay chị Vani sẽ chơi bộ đồ chơi này nè. To đùng luôn. Chị Vani mua ở Lotte Mart đó, 590.000, nhưng mà đang được giảm giá cho nên chị Vani mua rẻ hơn. Mình sẽ khám phá bộ đồ chơi này nha. Trời ơi, các em nhìn nè. Đã quá luôn á. Đây là bộ đồ chơi lắp ráp sở thú. Đây, các em nhìn sở thú nè. Chị Vani sẽ cố gắng lắp ráp một cái sở thú như vậy. Rồi, wow. Những cái miếng ráp này rất là to luôn. Như vậy thì các em sẽ không có sợ là bị nhỏ quá rồi mình nuốt, hay là mình sẽ ngậm vào miệng. To như thế này thì nó sẽ rất là an toàn, có đúng không? Bây giờ thì mình sẽ mở ra và mình sẽ bắt đầu lắp ráp sở thú nha. Trời đã luôn á em. Những cái chi tiết nhỏ nhất thì nó cũng khá là to, cho nên là mình không có sợ gì hết đúng không? Cá sấu nè, hươu cao cổ nè, chú voi con ở bản đôn nè, rồi sư tử nè, thêm một bạn nữa. Bạn này là bạn gấu trúc đúng không ta? Bạn này là gấu bắc cực. Cảm ơn anh quay phim. Rồi bây giờ chị Vani sẽ lắp ráp những cái chuồng cho các bạn này. Hơi vất vả đây, nhưng mà chị Vani thích khám phá kiểu này. Đó, đây rồi, xong cái chuồng sư tử của chị Vani rồi. Bây giờ chị Vani sẽ làm tiếp các cái chuồng khác nha. Sắp xong rồi. Thật ra là hồi nãy á, chị Vani chỉ nhìn cái hướng dẫn có chút xíu à, xong rồi chị Vani tự nhớ, xong rồi tự chế ra, ui có giống không nữa. Thật ra là những cái bộ đồ chơi này nè mấy em, nó to đó, cho nên là chị Vani rất là dễ lắp luôn, mà lắp rất là nhanh luôn. Ví dụ như nè, ấn vô xong, trời ơi, cho nên là chị Vani đã làm thành một cái vườn sở thú rồi. Trời ơi, thích quá đi. Nhưng mà bây giờ chị Vani sẽ trang trí thêm. Ví dụ như là trong sở thú á, là sẽ có mấy chú hay đi bán trái cây. Thì nhìn giả bộ, mình để hai cái miếng này là trái cây đi. Xong rồi sẽ có em bé vô tham quan đó, rồi phải có hoa nữa chứ, hoa sẽ mọc trên này đó, mình trang trí vô hoa mọc ở trên này. À đúng rồi, chị Vani còn cái miếng dán này nữa, chị Vani sẽ dán vô. Ở đây là voi đúng không, chị Vani sẽ dán vô cái khu vực chú voi con ở bản đồ của chị Vani, chú voi con trong sở thú đó. Đẹp xinh lên chưa? Bây giờ là tới đúng rồi, khu này là khu vực cảnh, khu vực băng rồi, nó có sông, nó có nước, cho nên là chị Vani nghĩ là chị Vani sẽ dán cá lên. Đây nè, cá nè, dán vô đây. Chim chim. Xong rồi, đó, đây chính là khu sở thú của chị Vani. Chị Vani sẽ giới thiệu sơ cho các em nghe nha. Đây là khu gấu bắc cực nè, đó. Đây là khu chú voi nè, đó. Đây là khu sư tử nè, sư tử gọi là chú sơn lâm đúng không? Tiếp nữa đây là khu của hươu cao cổ, đó, hươu cổ ngất cổ lên nè. Xong rồi, đẹp quá. Chị Vani sẽ gọi điện thoại rủ Su Su đến đây chơi và sẽ cho Su Su một thử thách. Ta-ta-ta. Xin chào tất cả các bạn, mình là Su Su đây. Hello Su Su, Su Su có nhớ chị Vani không? Đương nhiên là em nhớ rồi. Hôm nay chị Vani mới tạo nên cái khu sở thú này luôn á. Chị Vani dẫn em đi giới thiệu nè. Đây là cái cổng chào, đây là cái khu cá sấu. Bên kia là khu cao cổ đúng không chị?
Giỏi quá, khu cổ cổ màu vàng đó. Còn bên đây là chú sư tử nè. Em sợ sư tử lắm, em không đi khu này đâu. Vậy thôi em qua khu chú voi đi nha. Dạ. Ui, voi ơi voi dễ thương quá. Còn một khu nữa là gấu Bắc Cực nè Su Su. Woo, chị Bunny thiệt là hay quá à. Ủa chị ơi, chú kia đang làm gì vậy? Ờ thì cái chú đó đang đi bán trái cây á. Trời, em mới vô thôi, em nhìn là em cũng biết rồi. Chú đó đâu có bán trái cây đâu. Chú đó đang đi đưa thức ăn cho các cái động vật của chị Bunny đó, ở trên cái xe rùa đó. Xe rùa chứ xe rùa là cái gì? Chị Bunny biết rồi, vậy là tại vì chị Bunny sai. Quê quá à, xấu hổ quá à. Mà Su Su. Dạ, chị kêu em hả? Thì đúng rồi, chị mời em tới đây nè. Để chị, ngoài cái việc mà giới thiệu sở thú ra đó, thì chị sẽ cho em một thử thách ở trong cái khu sở thú đặc biệt của chị Bunny. Wow, sao lúc nào chị Bunny cũng thử thách em hết vậy? Thì đúng rồi, thử thách là gì vậy chị? Thử thách của chị là ở trong những cái khu này á, chị Bunny có để những cái quả trứng bí mật. Mà trong cái quả trứng đó nó có đồ chơi, đồ ăn, nhiều nhiều thứ lắm. Em muốn khám phá thì em phải đi tìm những quả trứng. À, giống cái video clip của chị Bunny đi tìm trứng chứ gì. Chuyện nhỏ để Su Su lo. Ok, chị Bunny sẽ cho em 2 phút. 2 phút của Su Su bắt đầu. Nhìn vô cái cổng là thấy liền một quả trứng rồi. Quá dễ luôn. Đang. Một quả trứng thiệt là đơn giản mà. Chị Bunny kỳ quá à. Sao để trứng vô trong miệng con cá sấu sao mình lấy được. Trời ăn gian, không thèm lấy quả này. Sợ muốn chết. Chú ơi, chú có thấy quả trứng nào ở rừng đây không? Chú không biết nữa, nhưng mà con thử đi qua chỗ khu cao cổ coi. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Chiên, chiên, chiên. À, mình thấy rồi. Để ở trên này nè, quá dễ. Chiên, chiên. 2 quả trứng. Hello, bạn ơi, bạn ơi. Bạn có thấy quả trứng nào không? Chúc mừng bạn, mình đang giữ một quả trứng đây. Mình sẽ đưa cho bạn. Cảm ơn bạn nha. Ui, thiệt là dễ thương. Mấy bạn ở đây đáng yêu quá chừng. À, tới chú voi con nè. Thấy rồi. Voi ơi, voi ơi, cho mình quả trứng nha. Thank you. Bạn ơi, bạn ơi. Ôi, mình nghe nè. Bạn ơi, bạn có thấy quả trứng nào ở gần đây không? Mình phải đi làm nhiệm vụ của chị Fanny đó. À, còn một quả trứng nữa thôi. Bạn đi qua chỗ gấu Bắc Cực đi. Cảm ơn bạn nha. Bạn ơi, bạn đi đằng sau á. Quả trứng nằm ở phía sau. À, cảm ơn bạn nhiều. Đi đằng sau là đi đằng sau. Thấy quả trứng rồi. Mọi người, mọi người ở trong sở thú thiệt là đáng yêu quá à. Mình đã lấy được hết trứng rồi. Bây giờ đem về cho chị Bunny thôi. Chị Bunny ơi. Ơi, em tìm xong mấy quả trứng của chị Bunny chưa? Đương nhiên là được rồi. Quá dễ luôn. Đưa đây chị Bunny kiểm tra. Đây nè. Để xem nha. 1 2 3 4 Chị Bunny có tới 6 quả trứng lận. Chị cho ăn gian, một quả để trong miệng cá sấu thì làm sao mà em lấy được. Được rồi, chị sẽ thưởng cho em. Nhìn phép thuật của chị Bunny nha. Hộp đây rồi, đây sẽ là phần thưởng của em. Chị Bunny ơi, nhưng mà hả, em cũng muốn là mở ra ăn liền luôn. Em cũng cho chị Bunny ăn luôn. Tại vì chị Bunny đã đưa em tới thế giới sở thú Wonderland tuyệt vời. Cảm ơn em nha. Bây giờ thì chị em mình ăn trứng thôi. Chị Bunny ơi, chào các bạn đi chứ, đâu có để cho các bạn thấy mình ăn được. Ờ, Su Su nói đúng á. Thế phải các em nhé. Nè, nếu nhờ muốn chị Bunny chơi trò chơi gì, đừng có quên comment ở dưới nha. À,
nhớ like fanpage cho chị Vani nữa. Cái link fanpage nè. Bye bye. Su Su hồi hộp không Su Su? Đương nhiên là có rồi chị. Để chị Vani lấy cho Su Su ăn nha. Món này em ăn không có được. Để chị Vani ăn nha. Chuyện nhỏ, đây là cái sen, dễ quá nè. Đây, chị Vani xếp chung với Su Su nha.